Hello, xin chào, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và anh em đang được đánh với Bet Mobile VN. Đây là một kênh sẽ làm về những cái game thể thao nói chung. Và mình làm khá là nhiều về Bet Mobile đấy. Tuy nhiên ở thời gian sắp tới đây thì mình sẽ làm về The Dream 2020 nữa cơ. Đấy. Thì cái đó là mình sẽ thông báo cho anh em thôi. Đấy, còn làm hay không thì mình vẫn chưa biết nữa cơ. Khả năng là làm ấy. Đấy. Thôi, chúng ta hãy tạm gót cái vấn đề đó qua một bên đi. Cái đó là để cho tương lai nó trả lời thân em ạ. Đấy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái video, đó chính là làm thế nào để thay đổi góc nhìn. Cái này là thay đổi của hệ thống luôn nha, chứ không phải là anh em mod đâu. Cái này là Konami nó cho phép anh em thay đổi luôn. Đấy. Thì ngày hôm qua nay mình nhận khá là nhiều cái inbox của anh em. Đấy. Anh em cứ hỏi rằng anh ơi, game show cập nhật lâu thế, bảo trì lâu thế và vân. Đấy. Thì thật sự rằng là ngày hôm qua nay thì mình không có vào game anh em ạ. Cho nên mình cũng chả biết cái vấn đề nó bảo trì như nào nữa cơ. Thì ngày hôm nay thì mới đây mình đã vào game này. Đấy. Và mình thấy một cái thông tin mà nó có thể nói là khá bổ ích cho tất cả mọi người. Đấy. Đó chính là anh em có thể tự ý thay đổi những cái góc nhìn trong khi anh em chơi ấy. Đấy. Thì nó sẽ cụ thể như nào thì lát nữa thì mình sẽ cho anh em xem thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ cần biết rằng anh em sẽ được thay đổi góc nhìn này, không cần phải mod nữa đâu. Đấy. Thì đối với những bọn mà không biết á, thì lát nữa anh em sẽ biết thôi. Còn đối với những bọn mà thường xuyên mod góc nhìn rồi nhé, thì anh em sẽ có thể nói là cực kỳ vui luôn với cái thông tin đến từ Konami này. Dạ thôi, và chúng ta sẽ mình sẽ cho anh em xem thử một cái trận đấu nó sẽ ra như thế nào nha. Đây chính là một cái trận đấu của mình. Thì anh em thể nhìn thấy này, góc nhìn của mình lúc này nó đã rộng hơn khá là nhiều so với góc nhìn mặc định trước đây. Đấy, anh em thể thấy không, góc nhìn khá là rộng luôn. Đấy, thì làm cách nào để thay đổi được cái góc nhìn như này thì ok, mình sẽ chỉ cho anh em ngay sau đây thôi, chả có gì phải giấu giếm và lâu cả. Đấy rồi, đầu tiên thì anh em hãy vào cho mình cái phần này nhá. Thì phần này vào như nào thì đây, trong một trận đấu á, thì anh em hãy bấm vào góc trên bên tay phải của anh em ấy. Đấy, bấm vào. Sau khi ấn vào á, thì nó sẽ ra một cái giao diện như này. Thì anh em hãy nhìn ở dưới góc dưới của mình này. Đấy, góc dưới bên tay trái ấy, thì nó sẽ có một cái phần đó chính là video setting. Đấy, anh em click vào cho mình. Rồi, thì nó sẽ ra một cái mục như này. Thì ok, anh em không cần phải hiểu tiếng Anh đâu, anh em chỉ cần như mình thôi. Thì đầu tiên đó chính là mic này. Nói chung là camera này thì nó sẽ canh giữa ấy. Nói chung là cái này là cái gần nhất nha. Đấy. Tiếp theo cái loa này, cái này thì trong tiếng Việt chúng ta là dời, tuy nhiên anh em không cần phải quan tâm đến tiếng Anh hay tiếng Việt gì cả, anh em chỉ cần nghe những lời mình nói này. Tiếp theo đây chính là camera hơi gần. Đấy. Tiếp theo cái này là camera thường mà anh em hai chai ấy trước đây ấy, và nó bổ sung thêm những cái camera như này này. Cái này thì là góc khá là, cái này là hơi rộng thôi. Đấy, cái góc này thì mình khuyên em nên sử dụng cái này để thi đấu nha. Tiếp theo là cái này cũng là khá rộng này. Đấy, và cái này là góc nhìn như ở trong những trận đấu bóng đá mà anh em hay được xem ấy. Đấy, anh em thấy chi like không? Đấy. Thì cái đây là góc nhìn rộng nhất này. Tiếp theo là góc nhìn tương đấu rộng này, và góc nhìn mà anh em đang chơi này. Đấy, cái này là góc nhìn cũ trước đây này. Đấy, cái này là hơi gần này, và cái này là cực kỳ gần luôn. Đấy, thì mình khuyên anh em đang chơi ở chế độ này. Đấy, vì chế độ này thì nó sẽ hiện có thể nói là tổng quát nhất có thể rồi. Anh em không cần phải bật cái chế độ cuối cùng này lên đâu. Bởi vì nếu mà anh em dí mét vào ấy, để anh em cố gắng chơi ấy, thì nó sẽ hư mét chúng ta ấy. Chúng ta ấy, thì anh em nên ở cái chế độ trung bình này thôi. Đây. Đấy, thì ở chế độ này thì anh em chơi có thể nói là cực kỳ phê rồi, chứ không cần phải chế độ maximum đâu. Đấy. Ok, rồi thì cái video mình nó đến đây thì nó cũng đã tổng khép lại rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian để theo dõi cái video này của mình. Nếu anh em thích á, thì nhớ ấn like này, chia sẻ cũng như là ấn đăng kênh để theo dõi những clip tiếp theo của mình. Còn ngoài ra thì anh em có những ý kiến đóng góp á, gì về những cái video mình làm á, nó có sơ sót gì á, thì anh em cứ comment ở dưới nha. Vì mình cũng chỉ là một con người thôi, cũng chả hơn thua gì với anh em cả. Đấy, cho nên nó sẽ có những sơ lầm cũng như là những thiếu sót không hiểu biết đấy, thì anh em cứ comment ở dưới cho mình. Mọi ý kiến đóng góp của mọi người á, mình đều đọc cả. Đấy. Rồi, bây giờ thì khép lại clip nha. Bye bye. Em biết không, quãng thời gian vượt qua, anh chỉ vay mượn một đoạn đường kế bên, cả quãng đời của em về sau. Anh sẽ mãi là người đứng sau. Anh biết.
đắng đau, nhưng anh chấp nhận.